Đây. Xin chào các bạn, mình là Thế Anh, mình đến từ cộng đồng Thế Anh RDA, cộng đồng chuyên chia sẻ về các dự án IDO, các dự án Roboty, các dự án IO đến từ nhiều nền tảng uy tín và chất lượng cũng như đến còn từ các sàn giao dịch. Nếu các bạn còn chưa ký kênh thì các bạn nhớ nút subscribe để các bạn đăng ký cập nhật liên tục những dự án mới nhất mà mình thường xuyên chia sẻ được với anh em. Trong video chia sẻ hôm nay thì mình sẽ gửi tới các bạn dự án Pandora. Tham gia dự án hôm nay thì các bạn sẽ cần vào link phía dưới mô tả video, sau đó các bạn nút start để chat bot. Tiếp theo chúng ta nút continue hoàn thành phần captcha. Các bạn đừng được join group Telegram channel như đầu tiên. Follow Twitter. Chọn đơn. Đơn. Khi ta follow Twitter, các bạn nhớ retweet pin tweet. Chúng ta like và retweet pin tweet. Mở profile, copy phần username ngay tên ta, tên username Twitter phía dưới đây, cho vào kênh lớp 6 ngay lớp uy tín nhé, bây giờ follow Twitter lớp 6, đây mình đã follow trước nhé, chọn đồn này, phần địa chỉ ví các bạn dùng ví ETH ở trên trước wallet hoặc MetaMask cho ta copy phần địa chỉ ví ETH sau đó quay trở gọi PayPal. Ok, vừa rồi thì chúng ta đã hoàn thành xong nội dung video chia sẻ về dự án Pandora. Bây giờ thì mình sẽ gửi tới anh em video hướng dẫn. Cảm ơn anh em đã theo dõi video và xin chào các bạn video tiếp theo.